Hi, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Làm Vườn S Garden. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một loại cây không phải là hoa hồng, cũng không phải là hoa giấy và cũng không phải là các loại hoa khác, mà hôm nay mình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một loại cây cảnh gọi là cây phong thủy, được trồng ở trong nhà, có cái tên đó rất là hay, đó là cỏ lan chi. Đây là một loại cây hiện tại thì được dân văn phòng cũng như là những người yêu thích về cây cảnh phong thủy, cây nội thất rất yêu thích. Để biết cách bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và những người xung quanh. Cây này thì ngoài cái tên cỏ lan chi, nó còn có các tên khác như là cây mẫu thử, mẫu tử. Và một số loại tên khác. Ở đây thì mình cũng không nhớ hết được cái tên của nó. Tuy nhiên thì cái tên cỏ lan chi là cái tên hay được sử dụng nhất. Và theo nguồn gốc, mọi người vẫn thường nói là nó có nguồn gốc từ miền Nam, Châu Phi và một số nơi có khí hậu nóng ẩm. Cỏ lan chi có hình dáng lá dài, nhọn và ở hai bên phiến lá thì có màu trắng rất là nổi bật nhé. Đấy. Cỏ lan chi thì có tác dụng làm sạch không khí, vì vậy dân văn phòng hoặc là những người yêu cây cảnh thường trồng một chậu cỏ lan chi ở để bàn làm việc ở phòng khách, hoặc là ở trên kệ giá sách, vân vân. Đặc biệt cỏ lan chi nó còn hút một số các loại khí độc như là khí CO2, benzen, metanol từ các chất thải của máy in, máy photo và khí chất nicotine từ khói thuốc. Vì vậy cỏ lan chi được xem là rất là tuyệt vời, được sử dụng rất là có ích, làm sạch không khí, hút được các chất độc hại ở trong môi trường. Cỏ lan chi là một trong số ít những loại cỏ hút khí CO2 và các loại chất độc khác vào ban đêm. Vì vậy có thể trồng cỏ lan chi ở trong phòng ngủ khác với các loại cây cảnh khác. Về vị trí trồng thì các bạn có thể trồng cỏ lan chi ở cửa sổ, ở bàn làm việc, phòng khách, hoặc ở kệ, đặt ở kệ giá sách cũng được. Cỏ lan chi ngoài có tác dụng tuyệt vời trên, nó còn có ý nghĩa về mặt phong thủy, giúp cho cuộc sống trở nên vui vẻ. Vì vậy nếu mà ai tặng cho một cây, hoặc là chúng ta tặng cho người khác một cây cỏ lan chi như thế này, thì mang ý nghĩa là đem lại sự may mắn và vui vẻ cho người thân yêu được tặng cái cỏ lan chi này. Cây này còn có tên là dây nhện nha các bạn nhé. Từ những cái dây như này nó sẽ được ra những cái cây mới này. Nó buông xuống và tạo ra được ngắt những cái cây nhỏ như này. Đây là nó còn rất là nhỏ bé nhé. Sau đây là một cái cây, sau này nó sẽ được một cái cây mới này. Đây là một cái chậu cây lan chi được trồng ở trong bầu, gồm có nhiều cây. Đấy, gồm có nhiều cây.
Vì vậy nó còn có tên vừa xong mình nói rồi, cỏ lan chi thì được tên có thông dụng, còn ta còn có cái tên là mẫu tử và tên cỏ dày nhện là như vậy. Do biết được cái đặc tính của cây cỏ lan chi và ý nghĩa phong thủy của nó, vì vậy cỏ lan chi hiện nay được sử dụng, được trồng rất là nhiều ở công sở, văn phòng và phòng khách, bàn làm việc. Việc trồng cỏ lan chi cũng rất là dễ dàng. Chúng ta trồng ở nơi có ánh sáng. Tuy nhiên thì cũng không trồng ở nơi có ánh sáng trực tiếp. Điều này sẽ làm cho cỏ nó bị cháy xém. Và chúng ta không nên trồng ở nơi tối quá. Tốt nhất là có ánh sáng tự nhiên. Việc trồng và chăm sóc nó khá là dễ dàng. Các bạn chỉ cần giá thể, chỉ cần đất cộng với chấu, phân chuồng hai mục là được. Sau đó chúng ta duy trì độ ẩm cho cây cỏ lan chi, giữ ẩm thường xuyên nhưng không nên tưới quá nhiều. Điều này có thể làm cho cỏ lan chi nó gây ra thối rễ. Rồi, trong video ngày hôm nay mình đã chia sẻ và giới thiệu với các bạn về cỏ lan chi. Nếu các bạn yêu thích loại cỏ lan chi này thì nên tạo cho mình một cái cây cỏ lan chi này, bởi nó rất là rẻ và lại tạo cho mình một cái môi trường trong lành, tươi mát và mang ý nghĩa phong thủy rất là tốt nhá. Rất có lợi cho sức khỏe của con người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt.